dẫu nhiều đường em nói cũng chỉ cần vậy thôi. Thì tôi nào đâu cũng có gì nhiều, xe số vẫn hay chờ nắng mưa. Hello hello hello, mình là Healthy V đây và hôm nay mình đã trở lại với một video mới. Và bây giờ là 5 giờ 40 phút sáng, mình đang có mặt tại ga Sài Gòn. Mọi người có đoán được là hôm nay mình sẽ đi đâu không? Mình nghĩ là khi mà nhìn tiêu đề của video thì mọi người cũng biết là mình hôm nay sẽ đi đâu rồi đúng không? Mình sẽ đi Biên Hòa. Mình nhớ là cách đây khá là lâu, khoảng tầm tháng 3 hay tháng 4 gì đó thì có một cái trend đi tàu lửa đến Biên Hòa rất là nổi trên TikTok luôn. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng đã muốn đi, nhưng mà mãi đến thời điểm hiện tại thì mình mới có thể đi được. Chuyến đi Biên Hòa của mình sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng và đây cũng là lần đầu tiên mà mình đi tàu lửa. Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu hành trình đi đến Biên Hòa thôi. Chờ mãi cũng đến cuối tuần để đón em đi vài vòng gương, ngồi uống thêm ly nước dẫu nhiều đường em nói cũng chỉ cần vậy thôi. Thì tôi nào đâu cũng có gì nhiều, xe số vẫn hay chờ nắng mưa. Gần một tiếng ngồi trên tàu lửa thì cuối cùng mình cũng đã đến Biên Hòa rồi. Đây là lần đầu tiên mình đi tàu lửa cho nên là cảm thấy có một xíu say tàu nhẹ. Thật sự thì mình không phải là một người thường xuyên say tàu hay say xe đâu. Nhưng mà mình nghĩ là tại vì đây là lần đầu cho nên là có hơi say nhẹ một xíu. Bây giờ là 7 giờ sáng và mình đã chính thức có mặt tại ga Biên Hòa. Và hiện tại thì mình đang cảm thấy là đói bụng nha mọi người, rất là đói. Tại vì là mình đi vào lúc 6 giờ sáng cho nên là mình chưa có ăn gì hết. Trên tàu lửa thì cũng có người bán đồ ăn nhưng mà mình muốn ăn khi mà tới nơi hơn. Ta-da, và bây giờ thì mình đã được ăn sáng rồi. Hôm nay thì mình ăn sáng với bánh cuốn. Mình đã đi bộ cách ga một xíu để mà tìm đồ ăn sáng. Lịch trình ngày hôm nay của mình sẽ là đi ăn sáng nè, sau đó là thuê xe và đến một quán cà phê rất là nổi tiếng. Mình nghĩ là ai ở Biên Hòa hay là ai đã từng đến Biên Hòa cũng sẽ biết đến quán cà phê này. Đó là cà phê Honda. Sau khi thuê được xe thì mình sẽ bắt đầu đến quán cà phê Honda. Và thật sự thì mình cảm thấy là mình đang giống đi Đà Lạt hơn. Thật sự là rất là giống đi Đà Lạt. Ở đây thì đường vào quán cà phê nó có những cái con dốc và mình nghĩ là nó khiến mình liên tưởng đến Đà Lạt. Và đây là quán cà phê Honda, một quán cà phê rất là nổi tiếng với những ai đã từng đến Biên Hòa.
ra hả mẹ? Cho mình một bạch xỉu. Mình một chè atiso đỏ. Con đường dài bỗng nhiên rất vui, ước em ngồi mãi sau tôi, đưa em đi đến mai cuối không gian, nghe tiếng em theo ngày tháng. Thì mình có gọi một chả atiso đỏ và một bạch xỉu. Thật sự thì ở quán cà phê này khiến cho mình liên tưởng đến các quán cà phê ở Đà Lạt. Từ cách decor cho đến menu á, đều cảm giác là rất là có cái vibe của Đà Lạt á mọi người. Làm cho mình thật sự rất là muốn đi Đà Lạt ở Biên Hòa nhưng mà lại rất Đà Lạt nha. Bây giờ thì cũng đã đến buổi trưa rồi thì mình sẽ ăn trưa tại quán Lava Food. Đây là một quán ăn Hàn Quốc. À, bật mí với mọi người là Healthy Yi siêu thích đồ Hàn đó nha. Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một xíu thì mình sẽ chạy ra ga để mà về. Nhưng mà khi mà ra ga thì mình đi theo chị Google Maps nhưng mà lạ lắm. Thật sự rất là lạ. Cũng là ga Biên Hòa nhưng mà lạ lắm. Một cái phiên bản rất là chân thực. Nhìn rất là cận cảnh và chân thực ga Biên Hòa nha mọi người. Mình đã được chị Google Maps dẫn tới đây. Tuyệt vời, rất tuyệt vời luôn. Thank you.
sóng clip của Hang TV. Nhà mình sẽ ra một series tập chiêu bích mì. Là tôi cho nên người quen. Hang TV hãy nhớ gương mặt này. Nói vẫn là sai được quen thuộc bài hát để thay lời anh rồi thời gian liệu có làm em nhận ra. Và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi Biên Hòa ngày hôm nay. Và hãy nhớ like và subscribe cho Heo TV để đón chờ những video sắp tới nha. Mình sẽ quay trở lại sớm thôi. Bye bye. Tình yêu này cho em nghe thấy. Cho em nắm lấy, em đến như một giấc mơ. Khiến trái tim anh ngẩn ngơ. Nụ cười của em là duy nhất. Anh đang nhìn mỗi khi thức giấc. Sẽ tới như em kế bên. Yeah, thế giới chim và lăng quen.